Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh Trai TV. Chúng ta cùng nhau học cấu trúc dữ liệu và giải thuật các bạn nhé. Trong bài đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau trả lời câu hỏi vì sao chúng ta phải học cấu trúc dữ liệu và giải thuật. Trước hết, mình và các bạn cùng nhau nên có một cái mindset, đó là why, là tại sao. Trước khi chúng ta bắt đầu học một cái khóa học nào đấy, ở trên cái kênh YouTube hoặc là ở trong trường đại học hoặc là ở trong trung tâm hoặc là bất cứ ở một cái nơi nào, nếu như chúng ta có cơ hội tiếp cận tới một cái khóa học mới hoặc là tới một cái vấn đề gì đó mới thì các bạn cũng nên có cái mindset là đặt ra cái câu hỏi tại sao. Tại sao chúng ta phải học cái khóa học này? Tại sao chúng ta lại chọn ngành công nghệ thông tin? Tại sao chúng ta lại chọn ngành công nghệ phần mềm? Tại sao chúng ta lại chọn ngành kỹ thuật máy tính? Vân vân, rất là nhiều thứ. Và tại sao chúng ta phải học cấu trúc dữ liệu và giải thuật? Cái này nó rất là quan trọng. Nếu như các bạn trả lời, các bạn làm rõ được vì sao chúng ta học cái đấy, vì sao chúng ta phải nghiên cứu cái này, thì các bạn sẽ học ở trong một cái tâm thế rất là thoải mái. Chúng ta biết cái đích đến của chúng ta là cái gì, cái mục tiêu cuối cùng của chúng ta nó là cái gì, thì nó sẽ rất là rõ ràng và nó sẽ giúp cho các bạn có động lực để các bạn học. Còn nếu mà chúng ta học á, nhảy vào, chúng ta đâm đầu vào, chúng ta học ngay lập tức, chứ không tìm hiểu gì hết, thì lúc đó các bạn sẽ cảm thấy nó giống như là một gánh nặng, đó là nhiệm vụ, chứ nó không phải còn là một cái gì nó là thú vị nữa. Thì ở trong trường đại học hoặc là ở trong những cái trung tâm hay là ở trong những cái nơi mà họ đào tạo các bạn có thể nghiên cứu thêm cái đề cương của đơn vị mà chúng ta đang theo học, hoặc là nếu như các bạn tự học thì các bạn có thể đọc thêm ở trên mạng internet là tại sao chúng ta phải học cấu trúc dữ liệu và giải thuật. Thì trước hết chúng ta phải làm không những tư tưởng của chúng ta về vấn đề đó thì chúng ta mới học nó tốt được các bạn ạ. Và giả dụ như có bạn nào đó đang học cái khóa học này nhưng các bạn có cái công việc gì đó hay là các bạn cảm thấy nó mệt quá, nó chán quá và chúng ta không muốn học nữa, thì mình muốn các bạn hãy tự đặt cho bản thân bạn một cái câu hỏi, mình hy vọng thôi, muốn thì chắc cũng chưa chắc là được, đó là tại sao chúng ta bắt đầu học ngành công nghệ thông tin, tại sao chúng ta bắt đầu học cái khóa học cấu trúc dữ liệu và giải thuật, rồi bây giờ chúng ta bỏ cuộc rồi sau đó các bạn muốn làm gì làm. Nhưng nếu đã bắt đầu cùng cái bài học đầu tiên này thì hy vọng rằng các bạn sẽ luôn luôn đặt ra những câu hỏi tại sao và sẽ cùng mình đi đến cái bài học cuối cùng và không dừng chân ở giữa đường. Ok các bạn nhé. Rồi trước hết mình muốn các bạn và mình cùng suy nghĩ một cái tình huống nhỏ. Giả sử như mình có một cái con sông ở làng quê hoặc là ở thành thị gì đó cũng được, các bạn nhìn lên trên bức ảnh đấy, thì bây giờ mình muốn đi qua cái con sông này thì các bạn suy nghĩ xem có cách nào để mà chúng ta qua sông không. Thì để qua sông có rất nhiều cách, các bạn có thể đi phà, các bạn có thể đi bằng đò, bằng ghe, bằng thuyền, rất là nhiều thứ. Nhưng một cái giải pháp lâu dài và tốt hơn và kinh tế hơn đó là chúng ta xây dựng ra những cái cầu. Chúng ta xây dựng ra những cái cầu. Và nếu như chúng ta muốn xây dựng ra những cái cầu thì các bạn suy nghĩ giúp mình xem cái gì sẽ là quan trọng nhất để xây dựng được cái cầu. Suy nghĩ chút xíu nha, tầm khoảng 3-4 giây gì đấy rồi sau đó chúng ta lại tiếp tục. Nếu được thì các bạn có thể comment xuống phía bên dưới giúp mình xem coi là chúng ta cần cái gì nhất trong cái quá trình chúng ta đi xây dựng ra cái cầu này. Cần rất nhiều thứ đúng không? Ví dụ như là chúng ta cần có cái vật liệu, chúng ta cần cát, đá, xi măng, sắt, thép, chúng ta cần gỗ để chúng ta xây dựng ra cái cầu gỗ, rồi chúng ta lại cần cái phương pháp, ví dụ bây giờ xây cầu là cầu dây văng hay là xây cầu ngang hay là xây cầu có rất nhiều cái phương pháp đúng không? Hay là cầu nổi, cầu phao gì đó, rất là nhiều cái thứ. Đúng không? Thì nó giống giống như là cái cấu trúc dữ liệu mà chúng ta cần có, hay là cái toán mà chúng ta cần có trong cái quá trình mà chúng ta đi xây dựng ra một cái phần mềm. Đúng không nè? Nhưng cái quan trọng nhất mà các bạn quên đấy, đó là cái con người đi xây dựng ra cầu đấy. Đó là những cái người chuyên gia. Ở đây có thể là kỹ sư xây dựng cầu đường, cử nhân xây dựng cầu đường, hoặc là những cái người không có bằng kỹ sư, không có bằng cử nhân, nhưng họ là những chuyên gia, họ có kinh nghiệm trong cái lĩnh vực xây dựng cầu. Như vậy, trong cái lĩnh vực IT của chúng ta cũng vậy.
chúng ta cần phải có cấu trúc dữ liệu là những cái vật liệu, chúng ta cần phải có những cái phương pháp là những cái thuật toán đấy, thì chúng ta mới xây dựng ra được những cái chương trình hay những cái program. Nhưng các bạn cũng đừng quên, chúng ta cần một cái thứ rất quan trọng, đó là những cái bạn kỹ sư ngành công nghệ thông tin, những bạn cử nhân ngành công nghệ phần mềm, và những cái chuyên gia cho dù không có bằng cấp nhưng họ rất có kinh nghiệm trong cái lĩnh vực xây dựng, trong cái lĩnh vực thiết kế ra những cái ứng dụng phần mềm mà chúng ta cần có. Giả dụ như bây giờ các bạn là một cái người đặt hàng viết ra một cái phần mềm, thì các bạn mong đợi gì ở khách hàng, xin lỗi, mong đợi gì từ các bạn lập trình viên? Tức là bây giờ mình khách hàng nhé, mình đi đặt hàng viết một cái phần mềm thì các bạn mong đợi cái gì? Bạn mong đợi gì? Mong đợi nhiều thứ lắm, nhưng mà bây giờ chúng ta tóm gọn một vài thứ ở đây nha. Thứ nhất là các bạn lập trình viên phải giải quyết được đúng vấn đề. Thứ hai là bạn phải giao sản phẩm đúng hạn và không có đòi thêm tiền. Anh sẽ như hẹn tới ngày này giao cái ứng dụng trên cái điện thoại mobile phone, giao cho mình cái sản phẩm trên cái điện thoại Android, trên cái điện thoại iOS, thì phải giao đúng hạn, không phát sinh thêm tiền. Đúng vấn đề, đúng hạn, không phát sinh thêm tiền. Và một cái nữa đó là phải có chất lượng tốt. Cái từ khóa này nó hơi bị chung chung đúng không? Nhưng tí nữa mình sẽ cho các bạn nhiều cái từ khóa cụ thể hơn. Thế nào là một phần mềm có chất lượng tốt? Rồi một cái cuối cùng, nhưng rất quan trọng, đó là giải quyết được hết tất cả những vấn đề bên trên. Giao hàng, giải quyết đúng vấn đề, đúng hạn, không phát sinh thêm tiền, có chất lượng tốt. Nhưng mọi thứ phải được làm ở một cái vì là không được vi phạm về đạo đức. Đạo đức thì có rất là nhiều thứ để bàn đúng không? Chúng ta không được hát hay là chúng ta không được tấn công hay là gì nào kia, thì thôi từ từ các bạn học nhiều môn học hơn đi. Ở đâu đó có thể là các bạn trải nghiệm trong cái quá trình các bạn đi làm nữa, các bạn học dần dần lên nhé, thêm nhé. Ra công ty thì họ sẽ có những cái quy định này nọ kia, quy định bảo mật này nọ kia, thì từ từ các bạn sẽ tiếp tiếp cận thêm những vấn đề đó. Đó, thì nếu như là một khách hàng đặt hàng, bạn xây dựng ra một phần mềm kiểu gì kiểu, người ta cũng mong đợi các bạn những cái yêu cầu đó đó, những cái gạch đầu dòng mà mình viết tay ra, mình ghi ra để cho các bạn xem ở trên màn hình đó. Ok chưa? Rồi, giả sử bây giờ một cái ví dụ gần gũi hơn đi, đó là các bạn đóng vai trò là một cái người bán hàng, các bạn bán hàng, các bạn muốn giao hàng cho khách đúng không? Thì cái câu chuyện của chúng ta là chúng ta bán rất là nhiều cái mặt hàng đó, thì bây giờ chúng ta giao hàng cho khách là chúng phải đóng gói, mà đóng gói hàng là các bạn cần phải có cái sự chuẩn bị, mà đóng gói hàng là chúng ta cần phải có sự chuẩn bị, chúng ta cần phải lựa chọn xem cái gói hàng này là chúng ta nên gói nó như thế nào, chúng ta sử dụng cái container nào, cái vật chứa nào, ví dụ chúng ta sử dụng cái thùng xốp, hay là chúng ta sử dụng cái thùng giấy, hay là chúng ta sử dụng cái túi ni lông. Rồi giả sử cái túi ni lông đó có cần phải quấn thêm những cái túi để mà cho nó chống sốc nữa hay không, đúng không? Có rất là nhiều cái chúng ta có thể đóng gói đúng nè. Thì ở trong lập trình cũng vậy, sau này các bạn khi mà các bạn làm lập trình, các bạn cũng sẽ thấy có rất là nhiều cái thứ mà chúng ta có thể sử dụng để chúng ta khai báo ra thành cái biến, hay chúng ta khai báo ra thành một cái vật thể để chứa đựng cái dữ liệu của chúng ta. Nhưng bây giờ chọn cái nào đây? Thì từ từ các bạn sẽ được học chọn cái nào cho nó phù hợp, cho nó tiết kiệm, cho nó hiệu quả. Đúng. Thì dần 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 các bạn học để các bạn hiểu ra được tại sao trong cái bài toán này thì chúng ta sử dụng cái cấu trúc này, còn đối với một cái bài toán khác thì chúng ta nên sử dụng một cái cấu trúc khác. Các bạn đừng suy nghĩ rằng cái vấn đề đó là chúng ta sẽ phải làm rất nhiều thứ. Cái quan trọng nhất các bạn là các bạn hiểu được cái cấu trúc nó là cái gì, và tất nhiên học với mình thì các bạn biết rồi, đây không phải chắc có thể là khóa học đầu tiên, nhưng cũng sẽ có những cái bạn là đã từng theo dõi kênh YouTube của mình và học đi học lại một vài khóa học gì đó,
Cái cách mình làm nó sẽ rất là từ từ, rất là chậm chậm. Và mình cũng các bạn code rất là nhiều. À, có thể một cái kênh khác họ hướng dẫn các bạn học một vấn đề trong vòng 30 phút. Nhưng mà mình sẽ bắt các bạn học trong vòng 30 tiếng. Các bạn sẽ nhìn đi, xem lại đi khoảng vài trăm cái video của mình. Thì không có một cái môn học nào được học trong vòng 30 phút. Tại vì nếu các bạn học trong vòng 30 phút, các bạn sẽ quên trong 30 phút tiếp theo. Do đó, các bạn sẽ được học rất là từ từ, rất là chậm chậm nha. Rồi, bây giờ gói hàng xong, còn phải suy nghĩ xem là giao hàng kiểu gì nữa kìa. Bây giờ giao hàng thì nó có rất là nhiều cái tuyến đường để đi. Rất là nhiều cái công ty nó phục vụ. Bây giờ một, mình tự đi ship hàng. Hai, là mình thuê một thằng thứ ba đi ship hàng cho mình. Ba là thuê một công ty nó ship hàng. Cái nào có lợi hơn, cái nào tiết kiệm hơn, cái nào nhanh hơn, đúng không? Thì lúc đó chúng ta phải có cái kỹ năng chúng ta phân tích. Trong cái quá trình mà chúng ta đi lập trình cũng vậy, các bạn cũng phải ngồi xuống, các bạn phân tích, các bạn phải lựa chọn ra một cái thuật toán, một cái giải thuật nào đấy nó phù hợp với cái bài toán đấy. Thứ nhất là tốn ít thời gian nè, thứ hai là ít tốn bộ nhớ chương trình nè, nó rất là nhiều thứ. Cái tại sao các bạn phải học cấu trúc dữ liệu và giải thuật là để cho các bạn có được cái khả năng phân tích, cái khả năng chọn lựa cái cấu trúc dữ liệu nào và sử dụng cái giải thuật nào trong cái quá trình các bạn đi làm nghề. À, cái đó là cái rất là quan trọng. Ok chưa? Rồi. Bây giờ quay lại câu chuyện của một cái ứng dụng phần mềm. Theo các bạn, một ứng dụng phần mềm như thế nào nó được xem là một cái ứng dụng phần mềm có chất lượng? Theo các bạn như thế nào nó có phần mềm có chất lượng? Có rất nhiều thứ nha. Ok, đây mình sẽ liệt kê cho các bạn. Có thể các bạn đã nghe ở đâu đó rồi, ở trong môn công nghệ phần mềm, hoặc là ở trong cái môn nhập môn tin học, hay là trong những cái môn học khác nữa, nhiều môn học lắm. Thì bây giờ một cái phần mềm có chất lượng nó phải đáp ứng được mấy cái vấn đề sau đây. Thứ nhất là nó phải có được cái tính chất là đúng nha các bạn ha, tính đúng đắn, tức là nó phải giải quyết được đúng cái vấn đề của chúng ta. Ví dụ bây giờ mẹ bạn gọi bạn, Tèo ơi, Tí ơi, lên nấu giùm mẹ nồi cơm. Thế thì chiều mà bưng lên bàn là nồi cơm thì ok, nhưng mà chiều bưng lên bàn là nồi cháo là có vấn đề đó. Lúc đó nó không còn đúng, không có còn thỏa mãn cái nhu cầu của cái người đặt hàng của chúng ta nữa. Như vậy cái đầu tiên là cái phần mềm của chúng ta, cái đoạn code của chúng ta, cái chương trình của chúng ta nó phải có cái tính chất là đúng đắn, cái kết quả nó trả về phải là đúng. Thứ hai là nó phải có cái độ tin cậy. Ở đây này ha, độ tin cậy. Độ tin cậy. Độ tin cậy. Độ tin cậy thì dựa trên cái gì? À, dựa trên những cái lần mà các bạn mà giải quyết cái vấn đề đó nó ổn, hay là nó có bị những cái lỗi hay không, nó giải quyết những cái vấn đề nó có ổn hay không. Rồi một cái nữa là cái độ bền. Phần mềm mình cũng nghe độ bền, các bạn nghe thấy 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 hơi lọ đúng không? Dịch cái này thì nó cũng hơi dịch, dịch nó hơi bị hay bị sát nghĩa đúng không? Đó, thì cái độ bền đó là nó sẽ dựa trên cái việc là những cái mức độ và những cái tình huống xuống huống mà chúng ta xảy ra cái lỗi đó. Ở trên là cái vấn đề bị sai, tức là chúng ta giải quyết vấn đề sai, còn ở dưới là cái lỗi. Dù cái trường này dùng là độ bền thì nó không chính xác lắm, thôi các bạn cứ giúp mình dịch sang tiếng Việt nhé. Nó là những cái lần mà các bạn quăng ra cái lỗi nó sẽ khác với cái vấn đề là cái kết quả nó bị sai. Cái lỗi ở đây có thể là nó bị crash chương trình, hoặc là nó không tìm thấy một cái file, hoặc là nó bị chia cho không, hoặc là này nọ, thì rất là nhiều cái tình huống. Các bạn học lập trình dần dần các bạn thấy thì nó sẽ có một cái khái niệm là lỗi ha. Rồi cái nữa đó là cái khả năng sử dụng, cái khả năng sử dụng nha, tức là cái mức độ mà người dùng họ có thể học, họ có thể sử dụng những cái tính năng ở trên cái phần mềm của chúng ta.
khả năng sử dụng. Các bạn có thấy rằng đó là khi mà các bạn sử dụng một cái phần mềm thì hầu hết nha, ở nước ngoài họ rất là quan trọng một cái tài liệu gọi là tài liệu hướng dẫn sử dụng. Các bạn nhấn F1 đi, đang ngồi xem cái khóa học này, các bạn nhấn F1, hoặc là các bạn đang sử dụng bất kỳ một cái chương trình nào đó, các bạn nhấn F1, nó đều có một cái hướng dẫn sử dụng hết. Và cái hướng dẫn sử dụng đó sẽ giúp cho người dùng họ học và họ sử dụng các phần mềm mà người dùng họ có khả năng học và họ có khả năng sử dụng nó. Người ta gọi nó là cái usability, là cái mức độ, cái khả năng sử dụng của chúng ta. Được chưa? Cái khả năng sử dụng của phần mềm đó nó phải dễ dàng, nó phải ổn, nó phải tất cả mọi thứ là nó phải hài hòa nhá. Rồi cái thằng tiếp theo nữa đó là cái khả năng bảo trì. Bảo trì ở đây nó có thể là nó sẽ là nâng cấp lên, hay là giả sử như bây giờ là nó bị lỗi thì chúng ta sẽ lâu tham bao lâu, vân vân đó, thì nó sẽ liên quan tới vấn đề bảo trì. Một cái nữa bên dưới này đó là cái tái sử dụng. Tái sử dụng, các bạn biết rằng trong cái quá trình mà chúng ta code đúng không, thì các bạn có thể là sử dụng những cái thư viện, những cái thư viện này ngày mai ngày mốt nó bị cập nhật rồi sao, thì chúng ta có thể tái sử dụng được cái code của chúng ta hay không, hoặc là có những cái lập trình viên mới vào họ đọc code của chúng ta, họ có thể tái sử dụng được hay không đó. Rồi một cái nữa đó là cái tính tính di động à, cái tính di động. Tính di động là cái tính mà dễ dàng sử dụng ở trên cái những cái nền tảng khác nhau. Ví dụ các bạn viết Java, các bạn có thể là run được cả trên máy macOS, các bạn run được trên máy Windows, vân vân, thì đó chính là cái tính di động. Và một cái nữa đó là cái tính hiệu quả các bạn ạ. Hiệu quả cùng giải quyết một cái vấn đề à, cái hiệu quả của các bạn nó có hay không, cái tốc độ nó nhanh hay không à, cái việc mà chiếm bộ nhớ nó là nhiều hay nó là ít, thì đây tất những cái này đó thể hiện cái tính cái chất lượng của một cái ứng dụng phần mềm có đúng hay không này, có đáng tin cậy hay không, có bền hay không, có khả năng sử dụng ổn hay không à, người dùng có khả năng học được nó hay không, có dùng được nó hay không, rồi à, cái khả năng bảo trì nó có hay không, rồi tái sử dụng sau này khi mà có thêm những cái nhu cầu mới, hay là có thêm những cái thư viện mới, thì làm sao để tái sử dụng được những cái mà đang có đây. Rồi tính di động là chạy được trên rất là nhiều cái nền tảng, nhiều cái môi trường khác nhau, rồi có hiệu quả hay không, tốc độ nhanh hay không, ít chiếm bộ nhớ hay không, vân vân. Đó tất cả những cái này thì nó thể hiện cái vấn đề là cái phần mềm đó nó có tính chất lượng à, nó có chất lượng hay không. Như vậy để mà chúng ta có được cái khả năng viết code tốt và cái khả năng xây dựng ra được những cái phần mềm có chất lượng, thì các bạn phải rèn luyện dần cái tư duy lập trình. Thì cái tư duy lập trình này nó sẽ được học ở những cái môn học, ví dụ như là môn cấu trúc dữ liệu. Như vậy thì cấu trúc dữ liệu nó sẽ có rất là nhiều cái hướng đi. Các bạn có thể học cấu trúc dữ liệu bằng Java, các bạn có thể học cấu trúc dữ liệu bằng C cộng cộng, hay là bằng Python cũng được. Trên kênh TITV của mình thì trong tương lai mình cũng sẽ cố gắng xây dựng ra những cái khóa cấu trúc dữ liệu cho tất cả các dạng ngôn ngữ. Dạng ngôn ngữ nào cũng sẽ có hết, nhưng trước hết thì mình sẽ xây dựng riêng cho những các bạn đang học về Java, do các bạn có các nhu cầu và các bạn cũng yêu cầu mình rất là nhiều, thì mình sẽ xây dựng ra cái khóa học này, mình sẽ giúp cho các bạn tự học để có được cái nền tảng về cái cấu trúc dữ liệu và giải thuật trên cái thằng Java. Chúng ta sẽ học cái gì ạ? À, chúng ta sẽ học rất là nhiều thứ. Thì ở đây mình sẽ ghi cho các bạn một số cái nội dung mà chúng ta sẽ học. Trước hết ạ, các bạn sẽ phải học về cái việc là phân toán. À, phân tích thuật toán. Phân tích cái thuật toán. Đây là cái nền tảng kiến thức rất là quan trọng. Dù bạn học cái ngôn ngữ lập trình gì thì các bạn phải có khả năng phân tích cái thuật toán. Có nghĩa là chúng ta nhìn vào cái đoạn code của chúng ta viết nó ổn hay không ổn. Cái đoạn code chúng ta viết nó đúng hay sai. Cái tốc độ nó sẽ chạy nhanh hay nó sẽ chạy chậm. À, cái đầu tiên khi các bạn học cấu trúc dữ liệu, các bạn phải phân tích ra được một cái thuật toán. À, nó gồm những bước nào và
như cái thuật toán viết này thì nó sẽ chạy nhanh hơn cái thuật toán kia, hay là nó sẽ chạy chậm hơn cái thuật toán kia. À, rồi chưa? Rồi, cái tiếp theo chúng ta sẽ học về cái thằng collections. Collections. À, collection thì ở đây các bạn từng được giới thiệu ở trong cái thằng Java Core rồi. Nếu bạn nào đã từng học cái khóa học về Java Core thì các bạn cũng đã được giới thiệu về cái thằng collection này rồi. À, nhưng mà mình muốn cho các bạn hiểu rằng ở đây là các bạn sẽ hiểu sâu hơn bản chất cái collection nó là cái gì, làm việc của nó bên trong nó là như thế nào, những cái đối tượng gì nó tồn tại bên trong, và cái ý nghĩa thực sự bên trong nó sẽ là cái gì. À, ok chưa? Rồi, sau đó thì mình sẽ giới thiệu với các bạn những cấu trúc liên quan tới cái phần là linkage structure. Ví dụ như các bạn sẽ có là linked list, các bạn sẽ có cái thằng linkage structure ha. À, các bạn để ý ha, thì mỗi một người sẽ có một cái cách soạn cái nội dung ở trên kênh YouTube nó khác nhau. Mình thì mình hay soạn theo kiểu của mình. À, các bạn có thể là học ở đâu đó cũng được. À, nhưng mà hầu như thì nó cũng sẽ gần gần giống nhau, nhưng cái thứ tự thì nó sẽ có thể khác nhau. Thì ở trong cái thằng linked list này, thì cái linked structure này, thì mình sẽ giới thiệu với bạn một vài cái thứ các bạn ha, để mình xem coi. À, thứ nhất là chắc chắn là nó sẽ có cái thằng là linked list nè. Để mình ghi chi tiết thêm cho các bạn ha. Trong này nó sẽ có linked list. Ở trên đây cái dạng collection á, thì mình sẽ nói một chút về cái thằng start đi. Start. Mình sẽ nói với các bạn về về start này theo chữ C nha. STACK nha các bạn nha. Về start. Start thì chúng ta có thể làm bằng rất nhiều thứ. Ví dụ như là các bạn có thể sử dụng là array start nha. Rồi. Sau thằng linked list thì mình muốn nói với các bạn một chút về cái thằng cấu trúc queues. Hẹn đợi ha. Queue. Được chưa? Queue. Thì nó sẽ có rất là nhiều nha các bạn ha. Chúng ta sẽ, các bạn nên nhớ nha. Chúng ta sẽ phải đi xây dựng ra những cái này luôn. Tức là vừa học ở trong Java nó có cái đấy thật, nhưng mà chúng ta phải ngồi chúng ta xây dựng lại nó, để chúng ta hiểu được cái cách mà nó vận hành như thế nào. Cái đó nó sẽ rất là quan trọng. Rồi, cái thằng tiếp theo đó là cái list, là những cái danh sách. Ok ha. Rồi, sau đó thì trong list thì ok, để mình xem coi mình có ok rồi, list đây. Sau phần list thì mình sẽ nói một chút về, có thể là thứ tự mình sẽ thay đổi các bạn ha, tạm thời thì mình sẽ ghi ra như vậy, rồi sau đó mình sẽ thay đổi một chút để cho các bạn dễ theo dõi. Mình sẽ nói về để quy. Rồi, sau để quy thì mình sẽ nói về cái toán một chút nữa, đó là cái phần về ship ship và tìm kiếm. Sau đó thì chúng ta sẽ đi đến cái phần nó sẽ khó hơn một chút. Nếu mà chúng ta có đủ sức học thì nó sẽ là nói về cây, trees. À, mấy cấu trúc này thì nó sẽ khó hơn các bạn ha. Hoặc là mình có thể đảo cái vị trí, mình sẽ nói thằng trees trước, rồi sau đó mình sẽ mới nói tới để quy. Nhưng mà thật ra thì nên kiến thức để quy này rồi mới học cái thằng trees này. Hoặc là mình có thể dành ra cái phần này, đẩy nó lên trên đầu tiên luôn. Sau cái phần phân tích thiết kế thuật toán, chúng ta sẽ học để quy luôn, để cho các bạn dễ hiểu được ha. Rồi, sau đó thì trong trong tree thì các bạn sẽ có rất là nhiều thứ ha. Các bạn sẽ có là binary search rồi này nọ kia, rất là nhiều thứ. Rồi sau đó mình sẽ, nếu có thời gian thì mình sẽ suy nghĩ về cái thằng priority queue.
Priority queue tức là hàng đợi ưu tiên ha, hàng đợi ưu tiên. Priority queue rồi. Chúng ta sẽ có heap nữa các bạn. Rồi, nhớ nhé, chúng ta đang học cấu trúc dữ liệu Java, do đó là cái số lượng cái nội dung kiến thức mà chúng ta phải học á, nó sẽ khá là lớn các bạn nhé. Rồi. Chúng ta sẽ có thể nói một chút về set và maps. Ok chưa? Và chúng ta cũng nên tìm hiểu về cái thằng là hash. Hash. Ok. Rồi, rồi, được rồi. Ok. Khá là nhiều ha. Có một số cái chủ đề khác nó không dính líu tới môn học này, nhưng mà nếu có cơ hội mình sẽ đề cập với các bạn, đó là UML, hoặc là chúng ta sẽ có OOP, Object Oriented Programming. Có cơ hội thì mình sẽ trao đổi ha. Và thật ra thì khi mà các bạn muốn học được tốt các khóa học cấu trúc dữ liệu và giải thuật với Java này, thì các bạn nên học được các khóa Java Core rồi, thì nó sẽ giúp cho các bạn tiếp thu tất cả những kiến thức này nó rất là tốt. Và nếu như các bạn mà học hết được những kiến thức này nhé, thì các bạn học nhanh sang một cái cấu trúc dữ liệu và giải thuật đối với một cái ngôn ngữ lập trình khác, nó sẽ không có gì khó khăn hết, nó cũng gần như là tương tự thôi trong cái quá trình mà chúng ta xây dựng ra. Ví dụ như chúng ta biết là ở trong Java nó sẽ có là list, rồi nó có array list, rồi nó có này kia rất là nhiều thứ đúng không? Nhưng mà sau này tự chúng ta xây dựng ra một cái list, chúng ta mô phỏng lại nó, xem cách làm việc nó như thế nào, thì chúng ta sẽ hiểu hơn. Chưa chắc là cái mà chúng ta viết ra nó tốt hơn với những cái mà Java có sẵn. Nhưng cái vấn đề là khi mà chúng ta viết ra xong thì chúng ta hiểu rõ nó là cái gì, và chúng ta có khả năng nhìn nhận vấn đề, chúng ta có khả năng phân tích vấn đề, và chúng ta có khả năng lựa chọn cái cấu trúc dữ liệu nào cho nó phù hợp với cái chương trình của chúng ta, cái thuật toán nào nó phù hợp với chương trình của chúng ta. Còn nhiều thuật toán nữa, ví dụ như là quy hoạch động hay là thuật toán tham lam kia, thì có thời gian á, thì mình sẽ nói thêm rất là nhiều về cái phần phần thuật toán này cho các bạn phía sau nha. Ok chưa? Rồi. Thì đó là cái kế hoạch của mình cho cái môn học này. Hy vọng rằng các bạn sẽ theo dõi, đăng ký kênh, comment, đặt ra câu hỏi cho mình. Và chúng ta sẽ cố gắng hàng tuần một vài cái bài học sẽ giúp cho các bạn tốt hơn, rèn luyện ổn hơn cái khả năng lập trình của các bạn và đáp ứng được cái nhu cầu công việc khi mà chúng ta đi làm ở bên ngoài cái môi trường công nghiệp, môi trường thực tế nha. Ok, cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video clip tiếp theo nha. Xin chào.